Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Network và đây là phần thứ hai của chương trình Top News ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên trong phần thứ hai có liên quan đến vấn đề của Trung Hoa thưa quý vị. Cái vấn đề gián điệp mạng của Trung Hoa hiện bây giờ cả thế giới ai cũng đều biết và Hoa Kỳ đã nhiều lần nhắc nhở đồng minh của mình là không có nên sử dụng những cái dụng cụ máy móc về viễn thông từ Trung Hoa bởi vì có vấn đề gián điệp ở trong đó về vấn đề quốc gia. Tin cho biết ở tại New Zealand, thưa quý vị, ở tại đây cũng vậy, New Zealand chính quyền đã cấm tất cả những cái công ty của họ có thể đấu thầu để mà nhận cái vấn đề phục vụ cái đường dây Internet 5G ở tại New Zealand xuất phát từ công ty Huawei của Trung Hoa. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, công ty Huawei đã bị ngăn cấm không cho đấu giá trong việc thành lập mạng 5G ở tại New Zealand, cũng giống như trước đây họ đã bị ở ngay tại Australia. Australia và New Zealand là hai cường quốc ở trong cái vùng Nam bán cầu và họ là cái người lãnh đạo gần như là tất cả những cái bán đảo ở trong vùng Nam bán cầu. Lý do chính ở trong vụ ngăn trở công ty Huawei đấu giá việc thành lập mạng 5G cho các cái cell phone là một trong những cái lý do họ người ta không tin tưởng ở công ty Huawei vì họ cho rằng Huawei là một công ty của chính phủ Trung Hoa và bình phong và đổi lốt là một công ty tư nhân nhưng thực sự là do chính quyền Trung Hoa điều khiển. Vì vậy cho nên người ai cũng sợ rằng Huawei sẽ nghe lén tất cả những cái chi tiết khác mà quốc gia hay là người dân cần thiết. Vì vậy cho nên họ đã không muốn Huawei làm việc này. Thì đây cũng là một trong những cái chủ trương mới nhất hiện nay khi mà Hoa Kỳ cũng cấm công ty Huawei được quyền đấu thầu tất cả những cái dịch vụ về an ninh mạng, về mạng xã hội cũng như rằng là mạng Internet của chính phủ Hoa Kỳ. Và họ cũng muốn tư nhân làm y như vậy. Và đồng thời thưa quý vị, năm quốc gia khác mà người ta gọi là năm quốc gia trong vấn đề tình báo như là Úc, New Zealand, Canada và nước Anh cũng vẫn đưa ra những cái lời khuyên tương tự giống như Hoa Kỳ và họ đã muốn block, tức là ngăn trở Huawei và ZTE là hai công ty về điện thoại viễn liên cũng như điện thoại cầm tay có thể thiết lập được hệ thống 5G cho tất cả các cái quốc gia mà trong đó Hoa Kỳ có những cái cơ sở của quân sự của họ đóng trên đất đó vì họ sợ rằng là có thể ảnh hưởng đến cái nền an ninh của các quốc gia mà có cơ sở quân sự đó. Đó là một trong những cái vấn đề mới nhất khi mà vấn đề người Trung Hoa, sự nham hiểm của họ đã bắt đầu được các cái chính quyền quốc tế thấy và sợ hãi, thưa quý vị. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến vấn đề xung đột giữa lực lượng Taliban ở tại Afghanistan và chính phủ Afghanistan. Thưa quý vị cũng biết lực lượng Taliban lúc nào cũng xem chính phủ Afghanistan là một lực lượng do Tây phương dựng lên để chống lại và họ lúc nào cũng chống đối và thường xuyên xảy ra những cái sự xung đột khiến cho hàng ngàn người bị chết. Ngày hôm nay tin cho biết chính phủ Afghanistan đã thành lập một cái phái đoàn hòa bình để nhằm thảo luận với lại nhóm Taliban và nhằm đem lại hòa bình ở tại Afghanistan. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, chính phủ Afghanistan trước kia là do Taliban điều khiển, nhưng kể từ năm 2001 khi Hoa Kỳ đưa quân vào trong Afghanistan sau vụ tấn công 11 tháng 9, Hoa Kỳ đã lật đổ chính quyền Taliban và thay thế bằng một chính quyền dân sự khác. Từ đó đến nay, quốc gia này liên miên xảy ra chiến tranh. Và Hoa Kỳ mặc dù giúp đỡ rất nhiều, đưa nhiều quân đội qua nhưng vẫn không có chiến thắng được. Và gần đây nhất Hoa Kỳ đã toan tính nói chuyện riêng với lực lượng Taliban để có thể mưu định một nền hòa bình vĩnh cửu ở tại nơi đây, nhưng cuộc nói chuyện thất bại. Và cuộc nói chuyện này không qua tay của chính quyền Afghanistan. Giờ đây Tổng thống Afghanistan trong khi đi ngoại quốc đã đưa ra một cái dự án. Theo dự án này, ông sẽ thành lập ra một cái ủy ban để mà có thể nói chuyện với quân Taliban mà đem lại hòa bình cho đất nước. Tuy nhiên thì cái chương trình này rất là hay và được sự điều khiển của chánh văn phòng phụ tổng thống. Nhưng mà có lẽ như là Taliban trong tương lai có thể họ sẽ không nhận điều kiện này bởi vì họ chỉ là muốn thương thuyết với người chủ của Afghanistan là Hoa Kỳ mà thôi. Chứ họ không muốn thương thuyết với cái cấp dưới của Hoa Kỳ, tức là chính quyền Afghanistan theo như cái lý luận của những phe nổi dậy trên thế giới, trong đó có Taliban, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến cái chết của một nhà báo ở tại Ả Rập Saudi
bị giết chết trong tòa lãnh sự của Ả Rập Xê Út ở tại bên Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là ông Khashoggi. Thì ngày hôm nay tin cho biết là bên phía Hoa Kỳ, Tổng thống Trump và ông Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, ông Bolton, dường như là vẫn chưa có xác nhận cái điều này mà vẫn đứng ra để binh vực cho thái tử của bên Ả Rập Saudi, ông Bin Salman, là nhân vật chính đang bị tình nghi đứng sau lưng cái vụ giết người này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ trong đợt của Tổng thống Trump và ông Bolton đã từ chối và không có xác nhận rằng là chính hoàng thái tử Bin Salman là người đứng sau cái vụ sát nhân này. Vì vậy cho nên Tòa Bạch Cung đã không đồng ý để cho giám đốc của CIA là bà Gina Haspel cũng như những nhân viên an ninh khác của CIA được quyền ra trước Quốc hội để điều trần về cái vụ giết người liên quan đến cái chết của ông Khashoggi. Và tuần trước đây, ông Trump cũng đưa ra một cái lời tuyên bố hoan nghênh đồng minh của mình là Ả Rập Saudi như là một cái người đồng minh thân cận nhất. Có nghĩa là ông chỉ muốn coi như vấn đề Ả Rập Saudi có những sự lôi thôi về giết người, và sự giết người đó không có liên quan gì tới cái người mà sắp sửa kế vị ngôi vua, đó là hoàng thái tử Bin Salman. Lý do là vì Hoa Kỳ đã buôn bán với là Ả Rập Saudi xuyên qua ông Bin Salman với những cái hợp đồng về quân sự lên đến cả trên 119 tỷ đô la. Thì đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Ông Bolton là cố vấn của ông Trump cũng đưa ra một lời tuyên bố nói rằng ông không cần biết ai là người đã dính líu vô trong vụ Khashoggi, khi ông nói rằng là cần phải mọi người khuyên ông nên nghe cuốn băng mà cuộc giết người Khashoggi đó để cho thấy rằng là thủ phạm là những người có tai mắt trong hoàng gia. Ông trả lời rằng là ông không biết tiếng Ả Rập cho nên ông không cần nghe cuộc băng nói trên, thưa quý vị. Thưa quý vị, quay sang cái cuộc điều tra Tổng thống Trump của ông Mueller. Và ngày hôm nay tin cho biết rằng là đã có những cái thông tin cho thấy ông cựu phụ trách trong cái ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump trước đây, ông Paul Manafort, đã từng sang bên nước Anh để gặp gỡ một cái người mà đứng đầu của cái trang mạng WikiLeaks đang tá túc ở tại tòa đại sứ của Ecuador tại nước Anh, và hai bên dường như đã ra lên tiếng và chối bỏ cái cuộc gặp gỡ này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, ông Manafort, Paul Manafort là cựu giám đốc tranh ủy ban tranh cử của ông Trump trong năm 2016, và ông Mueller là người điều tra vụ ông Trump bị tình nghi là tư thông với người Nga để người Nga thay đổi kết quả bầu cử năm 2016. Thì cuộc bầu cử năm 2016 đưa thắng lợi cho ông Trump chỉ vì thưa quý vị, người Nga cùng với WikiLeaks đã đột nhập vào trong một cái máy chủ của Ủy ban Dân chủ ở tại Washington DC và tìm ra được cả chục ngàn email của Đảng Dân chủ. Trong đó bà Clinton đã kêu là hợp tác với là những cái đảng viên Đảng Dân chủ để mà hạ xấu và bêu xấu ông Sanders, để mà không cho ông Sanders được quyền toàn thắng trong cái vụ đấu đại diện ra tranh cử chức vụ tổng thống ngược lại đối thủ của bà Hillary. Và vì vậy cho nên Đảng Dân chủ mất uy tín và có thể vì đó mà thua trong cuộc tranh cử 2016. Ông Paul Manafort thì người ông Mueller nghĩ rằng là ông Paul Manafort biết về cái vụ là ủy ban tranh cử có nói chuyện với là WikiLeaks, và từ đó WikiLeaks đã tiết lộ hồ sơ xấu xa của Đảng Dân chủ cho ông Trump biết. Tuy nhiên thì ông Manafort đã chối, và ông Manafort trong khi mà thỏa thuận với ông Mueller sẽ thật thà khai hết, khai tất cả, nhưng mà ông đã không khai điều này. Ông và ông WikiLeaks, ông Assange đều nói rằng là họ không bao giờ gặp nhau. Tuy nhiên nhiều nguồn tin báo chí cũng như nhiều nguồn tin khác đều xác nhận rằng hai người này còn gặp nhau 3 lần, mỗi lần một năm 2013, 2014 và năm 2016. Tuy nhiên về bằng cỡ những vụ việc này thì không ai biết là có hay không, thưa quý vị. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến anh con rể của Tổng thống Trump, đó là anh Jared Kushner. Thế cho biết là trong bên lề của cái cuộc hội nghị G20 cuối tuần này
thì tin cho biết là sẽ có một cái buổi lễ do cái ông mà tổng thống mãn nhiệm của Mỹ Tây Cơ, ông Enrique Nieto, sẽ trao một cái huy chương rất là danh dự của Mỹ Tây Cơ cho ông con rể của tổng thống Trump này, với cái lý do là ông này đã có công rất lớn trong cái việc mà dàn dựng cho cuộc ký kết hội nghị NAFTA của Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Canada. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, thỏa ước NAFTA được Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Canada đồng ý ký và thi hành cách đây 24 năm. Ông Trump khi lên làm tổng thống, ông nói rằng là hiệp ước đó đem lại bất lợi cho Hoa Kỳ và ông muốn thương thuyết lại hiệp định nói trên. Cuộc thương thuyết kéo dài 2 năm vừa qua, 1 năm vừa qua không đưa lại kết quả. Và kết quả cuối cùng nhờ sự can thiệp hết sức ráo riết của ông Jared Kushner, là bạn của những cái người mà đã tham gia vào cái cuộc đàm phán này ở bên Mexico cũng như ở bên Canada, đưa đến thắng lợi cuối cùng và hòa ước NAFTA bổ túc được ký kết và giờ đây mang tên là USMCA. Và hiệp ước này sẽ được ký kết tổ chức ở ngay bên lề của hội nghị G20 tại Argentina. Và vì vậy ông Jared Kushner, vì có công trong cuộc dàn xếp cuối cùng, đã được Mexico trao cho một huy chương cao quý nhất, và do chính tổng thống Peña Nieto trao tặng. Thực sự ra vụ này thì thưa quý vị, tổng thống Peña Nieto sẽ mãn nhiệm vào cuối tuần này và tân tổng thống sẽ lên ngôi vào đầu tháng 12, và mọi việc thì coi như tạm thời như vậy, nhưng mà họ muốn làm như vậy để có thể nâng cao uy tín của ông Jared Kushner và đồng thời cũng nâng cao uy tín của tổng thống Trump, thưa quý vị. Thưa quý vị, một cái tổ hợp luật sư ở tại bên Washington đang đại diện cho một thân chủ của mình, đó là một người di dân ở tại tiểu bang Texas. Người này đã bị bắt và cách ly con của họ ra, chỉ có một tuổi mà thôi, và đứa con đã bị chết trong cái lúc mà bị cách ly. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, tôi cho biết là luật sư đang đòi liên bang của Hoa Kỳ phải đền cho người này 60 triệu Mỹ Kim. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, thực sự ra thì người đứa trẻ một tuổi này sau khi bị cách ly và bị giam tại một trung tâm giam giữ ở tại tiểu bang Texas trong vòng bao nhiêu ngày đó người ta cũng không nhớ, nhưng mà sau đó thì được trả về cho bà mẹ của ông, bà mẹ của em bé này. Bà mẹ nuôi con được chừng hơn một tuần hay vài tuần sau đó thì đứa trẻ bị bệnh và qua đời. Các bác sĩ đều nghĩ rằng bệnh này là do đứa trẻ không được chăm sóc đúng mức tại một cái trại giam ở ngay tiểu bang Texas, vì vậy họ đâm đơn kiện và họ đòi 60 triệu đô la. Thì hiện nay vụ kiện đang tiến hành, không biết là chính quyền liên bang sẽ làm như thế nào trước vụ kiện này thì chưa ai được biết rõ. Và thưa quý vị, kế tiếp bản tin cho biết là Ấn Độ và Nga tập trận chung ở tại Ấn Độ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến cuộc tập trận này. Thưa quý vị, cuộc tập trận đã có tên là Indra 2018, được cử hành từ hôm thứ Ba ngày 27 tháng 11 tại ngay miền Bắc của nước Ấn, ở trong một cái thành phố có tên là Jhansi City. Đây là một cuộc hợp tác quốc phòng ở giữa cả hai nước, và một cái đạo quân mà rất là lớn, của kêu là sư đoàn thứ 5 của lực lượng người Nga đã được di chuyển sang Ấn Độ tại vùng nói trên để phối hợp với Ấn Độ trong việc tập trận này. Việc tập trận thì Ấn Độ rất là muốn, bởi vì sao? Thưa quý vị, họ đang tập trận để mà họ hy vọng rằng cuộc tập trận này sẽ đưa lại những kinh nghiệm cho họ chống lại người Trung Hoa vốn thường đe dọa biên giới của họ, mà người Trung Hoa vốn là một đồng minh của người Nga từ khi hai bên đều là thuộc về chế độ cộng sản, và nhờ vậy họ có thể biết được những cái cách làm việc cũng như những cái phương cách của quân sự của người Nga, và có thể rằng nhờ đó họ biết được Trung Quốc sẽ hành xử như thế nào, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới chúng tôi vừa mới gửi tới quý vị. Sau đây là tin liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết là khu dân cư ở Sài Gòn, nhiều khu vực vẫn còn bị ngập rất là nặng sau 3 ngày gặp cái cơn bão và nước càng dâng lên, và đã trong 3 ngày qua nước vẫn chưa rút xuống. Một bản tin khác cho biết là một nữ du khách đã xách 2 chiếc vali chứa ma túy muốn đi vào Sài Gòn. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến hai việc này. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên bản tin từ Sài Gòn cho hay rằng là một vụ ngập lụt tại Sài Gòn mà kéo dài tới 3 ngày chưa hết do ảnh hưởng của trận bão Usagi. Trận bão này đã gây ra mưa to gió lớn từ Bình Thuận cho tới Vũng Tàu, và vì vậy cho nên sau cái cơn mưa rất là hối hả trong 3 ngày vừa qua và cơn mưa kéo dài suốt đêm mà người ta vẫn gọi là một cơn mưa kỷ lục,
toàn bộ thành phố Sài Gòn phải nói rằng đều ngập nước, và hiện giờ đây thì sau 3 ngày một vài nơi ở Sài Gòn vẫn chưa hết nước, thì đó là cái tình trạng người ta cho rằng kỷ lục từ xưa tới giờ, chưa bao giờ Sài Gòn có ngập lụt mà do nước mưa ứ lại như vậy cho đến nay. Đó là bản tin đầu tiên. Nên thứ hai là bản tin từ Việt Nam cho hay rằng là một nữ du khách mang 2 vali chứa ma túy vào Sài Gòn. Du khách này đi từ Dubai đến Sài Gòn và mang quốc tịch Malaysia, là một nữ hành khách 28 tuổi. Họ đã bị nghi ngờ và sau khi người ta xét vali, họ phải dùng cả máy khoan mới tách rời được ra cái số lượng ma túy cocaine giấu trên cái vali này, mang đến thưa quý vị hơn 4 kg. Bà này thú nhận rằng bà mang thuê cho một người nào đó từ Brazil tới Sài Gòn với tiền công là 1.200 đô la Mỹ, thưa quý vị. Như vậy thì cái vụ này chắc chắn sẽ được điều tra xem sự thật có phải là người này sắp dùng một người nào đó được tự xưng là bạn trai của cô từ Brazil hay là không. Nhưng mà nếu mà phạm tội thì đối với Việt Nam là bị tử hình, phải không Phạm Cơ? Dạ, 4 kg là nhiều lắm. Tùy theo cái số lượng ma túy mà anh mang theo một cỡ nào. 4 kg là nhiều lắm rồi. Và cocaine là một lượng ma túy chỉ cần một liều rất nhỏ thôi là cũng gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Bằng này tới 4 kg, thưa quý vị. Dạ vâng. Vâng quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của Đài Việt TV Network. Xin cảm ơn quý vị.